Xin chào các bạn. Hiện nay mình đang ở đèo Đá Trắng ở Thung Khe. Không biết là huyện này thuộc huyện gì chị nhỉ? Tân Lạc, Hòa Bình. Đó. Thế thì ở đây có một dãy hàng quán bán rất nhiều lan và các cái đồ của bà con vùng cao. Đó, các bạn có thể nhìn và rất nhiều xe người ta đỗ lại đây để mua bán. Đó. Đây là điểm dừng chân khá lý tưởng sau một chặng đường dài. Các bạn có thể kiếm những thứ ăn tạm. Và nếu các bạn đi về thì các bạn có thể mua làm quà như là chuối hột này. Rồi những giỏ hoa lan, những giỏ trứng và các cái gia vị khác. Một chị làm cơm lam, chị tra gạo vào ống rồi chị lấy lá chuối thun nút lại. Sau đó chị cho vào bếp lửa. Bếp lửa của chị lúc nào cũng hồng lửa và chắc là đợi một thời gian thì sẽ được một ống cơm lam thôi. Đây là từ trên phía trên của đèo nhìn xuống. Các bạn nhìn thấy con đường uốn lượn cùng với thung khe ở bên dưới. Từ các quán nhìn xuống bên thung khe thì rất là đẹp. Hiện nay thung khe đã được người dân trồng lúa. Nhưng mà lúa chưa tốt thôi. Đây là phía điểm trên của đèo. Dọc đèo thì có rất nhiều điểm dừng chân chụp ảnh. Hiện nay mình đang vào một quán nước ở ven đường. Có cái sàn sát ngay dãy núi, nhìn view xuống thung khe rất là đẹp luôn. Đó, có những vị khách đang xem hàng và chuẩn bị mua bán. Thung khe là một cái thung rất là rộng và có những cái bản nằm ở bên dưới, người ta chuyên canh lúa nước. Những ô ruộng, rồi những con đường. Và đây chúng ta đang đứng ở trung tâm của đèo Đá Trắng. Đằng sau tôi là một quả núi trơ trọi và bên trên có cắm một lá cờ. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên đó. Hiện nay là tôi đang đứng ở trên ngọn rồi. Để leo lên trên này thì tương đối vất vả vì đường rất trơn trượt. Và cuối cùng thì sau khi lên thì cảm giác rất là phê. Và các bạn có thể nhìn xuống bên dưới. Có những con xe đang di chuyển trông rất là nhỏ. Và bây giờ mình sẽ quay một vòng để các bạn nhìn toàn cảnh của đèo Đá Trắng. Bên dưới thì là thung khe, một cái thung lũng tương đối rộng. Vì vậy cho nên là vì có tên là đèo Thung Khe hoặc là đèo Đá Trắng. Thế còn lý do tại sao lại có tên là đèo Đá Trắng? Vì đá ở đây có một màu trắng. Khi người ta khai thác lên thì toàn bộ đấy, các bạn nhìn bên dưới, một màu trắng tinh. Đó. Đây là những cái xe đang đi ngược về phía trên đỉnh đèo. Đây các bạn nhìn bên dưới đây. Và đây là nhìn xuống bên dưới. Oh no. Thôi thế là tạm dừng ở đây rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các cái video sau.